Mình sẽ giải thích cho tất cả bạn hiểu về vị tướng Elandor. Elandor là một vị tướng sinh ra không phải là để dành cho con mắt tổng, không phải là một vị tướng xạ thủ con mắt tổng thông thường, mà Elandor là một vị tướng rất phù hợp cho những cái thế trận đánh combat đơn lẻ mục tiêu như 1-1 hay 2-3-3. Nó rất mạnh, đặc biệt trong những cái pha outplay solo kill. Khi pick Elandor thì trong trận đấu này, từ từ bình tĩnh thằng Twitter, đây các bạn nhá, đây là những pha combat mạnh nhất của Elandor. 3-3 đấy. Đây là những trong pha combat mạnh nhất ở trên đó. Thì chúng ta vần vào cái điểm mạnh đấy để chúng ta làm gì ạ? Ăn mục tiêu. Khi các bạn cầm Elandor thì các bạn sẽ ăn mục tiêu rất là tuyệt vời, bởi vì trong những pha giao tranh đơn lẻ đầu game ấy, Elandor rất rất là mạnh. Đặc biệt rằng tại sao mình lại nói pick với Omen, cặp Omen, bởi vì Elandor mình sẽ tập trung gánh đường kinh công. Mình sẽ lấy lợi thế ở đường kinh công. Tại vì sao lại như vậy? Lại hợp với Omen. Bởi vì Omen là một vị tướng khi đặt level 4 có thể xích được một vị tướng. Và khi các bạn đi gánh, các bạn sẽ kết hợp rất mạnh.